Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn có thắc mắc là tim của zombie thì nó dài bao nhiêu cm không? Vâng, đã có thước kẻ của CFM, cây thước kẻ dùng để đo tim zombie xem nó dài bao nhiêu cm. Vâng, cơ bản thì cứ vạch ra và chĩa cây thước vào và đo thôi. Đấy, bây giờ thằng nào muốn đo nào? Ui rồi ôi, nãy giờ lướt lướt qua cái ạc siêu ngon của thanh niên đại gia CM thì vô tình thấy được em này. Thấy khá là hay. Cận chiến đặc biệt thì chúng ta sẽ chĩa thước về đo trim của nó. Ui rồi ôi, ấn nhầm nút. Á đủ, Rebecca VIP này. Còn cận chiến thường thì nó sẽ quơ quơ cái thước thôi, cũng bình thường. Vâng, kết nhất cái quả mà rút ra ấy. Vâng, đập đập lên tay. Vâng, đưa chim đây. Đấy, đưa chim đây. Đâu rồi? Đấy, ui dồi ôi, bao nhiêu cm vậy? Rồi, thằng này chắc là 2 cm rồi. Khá là ngắn. Tơ chim ngắn này. Được mỗi to thôi. Còn thật thật ra thì nó khá là ngắn. Ui dồi, đấy rồi. Ui. Mình nghĩ, ở cái định mệnh đang tính suy nghĩ là không biết là chim của y tá có không. Thế đếch nào y tá thì không biết là nó sẽ đo cái bộ phận gì. Ôi, ui trời ơi. Mới nghĩ được như thế thôi thì con y tá đã phải nằm xuống bởi cây bit rồi. Té thôi. Bọn này chơi hứng chó quá. Ui rồi ôi. Ui, từ từ thôi bạn ơi. Cẩn thận hứng chó vỡ mồm giờ. Không biết là bạn rung non thì tim sẽ dài bao nhiêu cm đây. Ok. Đâu rồi? Ui, cái định mệnh lướt lướt mấy phát không thấy nó đâu rồi. Cái bọn này chơi hài thế. Ok, và mình sẽ đi kiếm thằng nào có chim để đo. Ủa thôi, bạn ơi, bạn không có cái đấy đâu. Vâng, lại đây làm cây gì? Ui, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Đứng như thế này thì đo đầu thôi các bạn ạ. Xem não nó dài bao nhiêu thằng cm. Vâng, não có gì không? Cái định mệnh. Úi dồi ôi, bình tĩnh thôi bạn ơi. Làm gì mà căng vậy? Úi dồi ôi, thằng nào cũng được đo thôi. Làm gì mà căng vậy? Ok, trận lúc nãy cầm tơ nên mình qua trận khác nha. Úi dồi ôi, trận này cũng cầm tơ. Rồi may quá, trận này thì mới vào nên tụi nó sẽ không lên thẩm du được. À, chạy này. Này thì Venus. Này thì Venus VIP này. Đừng tưởng nhân vật VIP rồi còn đi thẩm du nhá. Sốp mà đấy. Đây rồi bé này. Không biết là đang làm gì đây. Chắc là đang hái hoa bắt bướm với chị y tá. Này thì hái hoa bắt bướm này. Cầm Scar VIP luôn cho nó chất. Trận lúc nãy cầm tơ thì bọn kia nó lên trên hết trên đồng hàng nó thẩm du nên mình không làm gì được anh em ạ. Khổ thân. Rất tiếc thì quả đấy mình phải out thôi. Tại vì đông quá không lên được. Ui dồi ôi. Đơn giản vậy trời. Vâng, không một chút sự phản kháng luôn. Chắc thằng này BD rồi. Vâng, kiểu như là anh ơi hiếp em đi đấy. Rồi hiểu rồi. Hiểu được cái nguyên nhân mà bạn ấy đứng im rồi. Vâng, quả rút thước kẻ là nhìn bựa quá anh em ạ. Đưa chim đây. Đấy. Chất vãi nồi. Thề. Quá chất. Rồi không. Ui dồi ôi, tơ kìa. Vãi xoài. Ui ôi, anh tơ đuổi theo. Ở đâu? Đường. Help me. Help. Rồi, may quá thằng tơ nó ngáo anh em ạ. Ui dồi ôi, đơn giản thế. Vâng. Ui dồi, cũng được. Ngon phết anh em ạ. Chơi dần dần thì lại quen với cái điện thoại này rồi. Tuy màn hình nó hơi bé một tí tại vì nó cong ấy. S7S đấy. Các bạn nếu thấy thích thì hãy hốt. Ui dồi, biết ngay mà. Cái thằng này nó đứng yên vậy thôi chứ nó đéo phải AFK đâu. Bọn này chuyên lừa tình ấy. Rồi té thôi. Ui dồi ôi, may quá, cứ tưởng là nhảy mic cơ. Hàng đây rồi. Ui dồi, có hero luôn. Vâng, không có súng luôn. Chất vậy. Được mỗi quả bom. Ui dồi, ăn được một kill kìa. Định mệnh. Chất vậy. Rồi không xong rồi, phải biến thôi. Bọc, ui dồi, bọc bao nhiêu là đường. Vâng, đường nào nó cũng đứng thì em chạy về đâu bây giờ? Đường nào? Con lợn này ưu tiên 3 phát mới chết này. Ghê vậy. Y tá toàn máu trâu như này thì biết đường nào nó mới chết đây. Gì đây nhìn à? Úi dồi ôi, thụt lùi.
Này thì thụt lùi đây. Con lợn này. Ôi, ôi, em nhầm. Rồi ôi, anh tơ lên đứng sẵn ở đấy rồi. Chưa xong rồi. Tiếc thế. Quả này mình tính parkour nhảy qua nhảy lại để trốn này. Thế đấy nào, thằng tơ nó lên đã đứng sừng sững ở đấy rồi. Mình va lao vào như kiểu là con thiêu thân ấy, lao vào chỗ chết anh em ạ. Khổ thật. Tiếc quá, quả đấy mà mình chịu khó để ý một tí nữa. Tại vì parkour thì mình hay nhìn xuống đất ấy. Xàm. Rồi, anh tơ lại ở phía trong chuồng chó rồi. Đen cho anh tơ rồi. Úi giời. Quả bom ném thế không ăn được kill kìa. Vâng, mắc hư cấu. Một quả bom đầy sự tính toán. Vâng. Úi giời, thôi xong rồi. Ôi giời ôi. Cầm Gatling mà đứng sấy như một vị thần ý. Vâng, sấy không biết trời đất là gì luôn. Và bạn ấy đã biến thành y tá. Ok, xuống đây rồi. Ui may quá, nhặt được MG3. Ơ kìa, sau lưng, ơ sau lưng. Sau lưng kìa. Ui trời may quá. Ơ quả đấy may kết liễu được. Không thì thằng kia nó liếm luôn rồi. Bạn phải cảm ơn mình nhá. Không thì thằng kia nó chém chết bạn rồi. Khổ thân, lồng tốt thì... À, EMP này, ui dồi ôi, thôi xong rồi, có hero rồi. Có gãy này, ơ, nó vẫn lên được kìa. Ảo vậy trời. Thôi bắn chết luôn đi. Tính lao vào cận chiến nhưng thôi. Một phút yếu lòng, không thể... Rồi, thằng kia nấp trong đấy phải chết rồi. Anh tơi nhảy hốt ngay. Con hàng này không hốt thì hơi phí đấy. Ui, thôi xong rồi, té rồi. Ôi dồi ôi, nhảy mít rồi. Cạn lời. Và cái nút di chuyển nó lại xàm xàm nữa rồi anh em ạ. Nó lại không nghe theo ý mình nữa rồi. Úi dồi. Vâng, bạn cần đo gì ạ? Bạn muốn đo cái gì? Ơ, lấp à? Này thì lấp rồi. Bạn muốn đo gì? Đo gì? Có cái gì để đo? Vâng, đo kim tiêm à? Lôi ra đây. Cơ bản pha lúc nãy thì mình không thấy kim tiêm bạn ơi. Không biết nó có cái gì. Úi dồi, y tá mà có kim tiêm thì thôi. Y tá này fake rồi anh em ạ. Chạy thôi. Úi dồi, gần hết giờ rồi nhưng vẫn cố. Vẫn cố anh em ạ, vẫn cố la liếm. Hết giờ rồi. Cái nhiếp tao cái gì. Úi dồi, úi dồi, úi dồi, khi định mệnh à. Ôi nhầm. Quên. Quên anh em ạ, quả đấy có thể chạy được vào đây. Vãi, mình cứ tưởng mình chơi như mai bên CFL quen rồi. Không không nhớ rõ là trong này có một cái nhà nữa. Khổ thân. Quên. Quả đấy mình cứ tưởng là vào được cùng rồi nên mình biến hero luôn ấy. Cạn lời. Khổ thân. Khổ thân. Ý chơi CF Mobile mà các bạn cũng hiểu rồi. Mình chỉ chơi Crossfire Legends nhiều thôi. Ui. Lại tơ trong này. Số chất thế. Nãy thì thằng kia, bây giờ là thằng bạn. Chia rẽ từ anh em. Vâng, bây giờ thì chết chùm rồi. Khổ thân. Vâng, bây giờ làm gì đây? Anh tơ muốn gì? Chạy thôi bạn ơi. Té rồi. Úi dồi ôi. Nhìn kìa. Không có súng anh em ạ. Số phận nó nghiệt ngã lắm. Bây giờ phải có súng mình mới chơi được cơ. Không có súng không làm gì được. À rồi, phí của rời thế. Ơ mình cũng éo hiểu. Khẩu RVK VIP hơn khẩu SCA VIP điểm nào? Ơ chắc là nhiều đạn. Vãi. Ơ đú à? Cái này thì đú rồi. SCA VIP đấy nhá. Đừng có đùa. Ơ một mình tao chấp hết. Thế thôi. Gì cơ? Ui, tôi xong rồi, sao lại rớt xuống? Định mệnh. Mất bạc. Ui, tôi xong rồi. Khốn nạn thế. Vâng, quả bóp dài siêu kinh điển đến từ Tencent Game. Vâng, rõ ràng lên rồi, nhưng vẫn lôi cổ xuống cho bằng được. Cạn lời. Ở thế chơi thế thôi anh em ạ. Chơi những cái quả quyết định thì nó làm như thế thì sống gì được. Những cái quả mà không có zombie nhảy như thế thì còn ok, chứ còn có zumba hàm chơi như thế thì chết. Chết con nhà người ta. Lại thì... Úi dồi ôi, tôi không đú được rồi. Tớ nó chết rồi thì còn gì để đú được đây.
Chắc là mình sẽ kết thúc clip tại đây thôi. Rồi, ui dồi, nó thấy rồi. Nó thấy rồi, ui dồi, miss rồi. Căng thế, solo luôn này. Thích solo không? Này thì solo, ui dồi, mình cào xa thế nhở. Một phát nữa, ui dồi, thật xong rồi, hai thằng đều yếu. Nhưng cơ bản mình cầm cương thi không đú được. Khó quá. Quả đấy mà cầm con khác cơ. Cương thi chỉ để cào người thôi, cào chiến binh thôi. Chứ còn đấu với hero thì không có cửa đâu. Nó chặt chết ngay. Thằng thì chém, thằng thì bắn. Khổ thân. Bye bye em nhá.